Hello, hello bạn, mình là Phú kênh Blue Energy ha. Hôm nay mình sẽ giao một con xe này cho khách. Thì đây là một anh khách nước ngoài, ảnh định cư ở Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Thì ảnh là giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh. Thì anh ấy khá là cao, 1m8 mấy, gần 1m9 lận. Cái nhu cầu của ảnh là cần một con xe để ảnh giúp anh nhận tan cái mỡ bụng đi. Anh khá là cao nhưng mà do cái trọng lượng của anh khá là lớn á, nên đang cái form nó chưa được ok lắm. Thì con xe này sẽ giúp cho anh quá trình mà ảnh làm lean lại body ha. Thì con xe này nó có cái gì? Bắt đầu mình vô clip mình coi ha. Cái độ intro sao bạn? Cái độ intro quá là chất lượng ha. Thì con này là từ đầu đến cuối là toàn là hàng chất lượng cao không à. Thì cái khung này là khung của con Jet ha. Khung con Jet nhưng mà máy là không phải là máy của Boss hay là máy của EW, mà đây là máy của CZCB. Và đây là một sự kết hợp giữa những cái con đồ khủng hàng đẳng cấp thế giới kết hợp với một con động cơ Đài Loan hàng cũng đẳng cấp thế giới, nhưng mà nó ở level thấp hơn tí. Nhờ vậy nên cái giá mà cuối cùng của sản phẩm này á, nó khá là mềm hơn rất nhiều so với một cái khung set này mà gắn động cơ Boss. Nếu mà con này mà gắn động cơ Boss thì giá nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng là gần 200 triệu, nhưng mà con này sẽ lăn quanh đâu đó từ 50 mấy đến 60 mấy triệu thôi. Thì con có cái gì trong con này à, mình sẽ đi từ đầu em nó đến đít em nó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái phần húp bánh trước bánh sau luôn ha. Thì cái húp này là sử dụng cái bộ siêu chớn của Corsair MX490 Pro ha. Thì đối với cái loại này á, thì nó sẽ sử dụng được cả hai loại, là đó loại dục thùng với loại thấm nhanh ha. Và trên con xe này đang là một cái dùng cho trục thùng hay gọi là trục Boss á. Thì đối với việc mà sử dụng trục Boss trên những con xe Enduro này đó, thì bạn sẽ một cảm giác rất rất là an tâm ha. Bạn sẽ không bao giờ có hiện tượng mà rơi bánh rớt bánh trong quá trình mình đang mình sử dụng, kiểu mà bóc đầu mà rớt cái bánh ra đó, không biết cái gì phía sau ha. Đi với này là một bộ câm, câm này câm của hãng Corsair luôn. Thì đối với việc mà sử dụng câm Corsair thì nó sẽ cho cái lực đàn hồi rất là ok, lực bám, lực cắn và lực siết á. Đó, bóp rất là đều tay ha, nó sẽ không có bị hiện tượng mà nhúng ra nhúng vô nhúng ra nhúng vô. Cái loại mà nhúng ra nhúng vô nhiều á thì cái biên độ nó đi khá nhiều đó, thì lực mà tác động đột ngột nó rất dễ bị gãy. Khi mà nó bị gãy rồi thì cái trường hợp mà xấu nhất có thể xảy ra đó là cái gãy luôn cái vành này ha. Rồi nói đến vành thì đây cũng là một bộ vành của Corsair, và dòng này là có cái tem nó rất là đặc biệt. Corsair đi hết hơn một bên, nhìn nó rất là thể thao. Nhưng mà đối với cái cá nhân mình á, mình hình như hơi già so với cái tuổi mà dùng kiểu Rapid á, Rapid Motion á. Thì đối với việc Rapid Motion này, màn chữ này đó, mình thấy nó hơi rối. Để cá nhân mình thích cái gì nó tinh gọn giống như cái mấy cái vành của Zan. Rồi bên ngoài cái hub, bên ngoài cái vành đó là một bộ bánh của Innova Pro. Đã lên những con mà đi vào những cái địa hình phức tạp, bay nhảy cao, cái lực nén lớn á, thì tốt nhất là nên chơi những con mà nào mà chất lượng một tí, ví dụ từ 600, 700 hoặc là trên 1 triệu ha. Thì đây là một bộ Innova Pro khả năng chống đinh với cái lực nén của nó lên đến 65 PSI. Và cái loại này có khả năng chống đinh ở cái lớp ngoài cùng ha, lớp cao su. Vừa chống đinh vừa chống cắt, có nghĩa là bạn vừa chống cả đâm vào trong và chống cắt ngang bên ngoài. Nhờ vậy mà những cái trường hợp mà bạn bay nhảy á, vượt những cái địa hình mà bạn không biết trước dưới địa hình là gì á, cảm giác rất là an tâm ha. Rồi đây là phần húp phía sau ha. Thì húp phía sau cũng như là cái húp phía trước đều là M490 Pro hết. Thì đối với M490 Pro phía sau nó sẽ đặc biệt hơn phía trước là nó thêm bộ cối nổ. Vừa cối nổ vừa siêu chớn. Thường mà hai khái niệm là vừa chớn vừa cối nổ á, thì nó sẽ đi ngược với nhau ha. Cái nào mà siêu chớn thì sẽ ít nổ, cái nào nổ nhiều thì sẽ ít chớn. Nhưng mà Corsair là một trong số ít những dòng mà làm được cả hai ha, khá là tuyệt vời. Và đi với nó là một bộ thắng đĩa. Đây là đĩa Shimano 160mm nè. Bạn thấy không, đây là một cái bộ thắng zoom. Thì ban đầu mình định lên cho ảnh là một con mặt ga MT5, là loại 4 piston á. Nhưng mà mình thấy hiện tại là cái MT5 ở Việt Nam mình nó quá hiếm hàng. Mình săn còn hơn một tuần luôn mà không ra, nên mình lên cho ảnh một cái bộ là zoom 4 piston. Thì đối với cái sử dụng mà 4 piston như thế này á, bạn hãm lực, bạn lao với tốc độ rất là nhanh á, rất là cao á, thì cái lực mà hãm lại từ từ bạn á, cảm giác nó rất là an toàn. Nó không bị gắn chết hay là không bị siết chết hay là nó mòn quá nhanh giống như cái loại mà 2 piston. 2 piston cái vị trí mà ăn đĩa của nó rất ít, nó chỉ có phạm vi bằng cái một đầu ngón tay à, và hai bên. Nên cái việc mà thay bố của nó khá là thường xuyên, ví dụ như 1 tháng 2 tháng là mình phải thay à. Đối với những người nào mà sử dụng hiệu năng cao, còn đối với những người hiệu năng thấp mà đi hàng ngày đi làm á, với cái ngưỡng vận tốc mà dưới 40 km/h
thì nó sẽ loanh quanh đâu khoảng là nửa năm đến một năm. Thì đây bốn bê tông sẽ cho một giải pháp khác. Xe Hyperbike thì phải loại than tốt ha. Rồi đây là một bộ SRAM X5 ha. Đối với cái ốc có hình này á, ban đầu mình dự tính là lên cho ảnh một con một bộ là M4100. Nhưng mà M4100 nó không có hiệu năng quá cao, đủ để thỏa mãn những cái nhu cầu phức tạp như là vượt địa hình và bay dốc bay đồi ha. Thì mình lên cho ảnh một cái con SRAM X5. Đây là cái cụ đề SRAM X5 và tay bấm SRAM X5 trên. Và đây là bộ đĩa 10 speed ha, 10 speed tiền bóng của Sunshine. Thì ban đầu mình định tìm thêm một cái bộ lip 10 speed của SRAM á, nhưng mà hiện tại là bộ speed của SRAM thì nó hơi khiếm hàng, và nếu mà nó bán nguyên một bộ chứ nó không bán lẻ cái bộ lip, nên mình phải chơi cái gần giống thôi, Sunshine. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về phần đầu nha. Đây là một cái phần đầu xe sử dụng cái tay MTB ha. Tay MTB này là tay 680mm. Và với cái tay này thì xử lý tình huống trong đô thị nó khá là ok. Thì tất nhiên nếu mà bạn muốn sử dụng mà xử lý những tình huống ngoài đô thị mà những cái địa hình phức tạp thì tốt nhất là nên lên những cái tay như là 720 hoặc là ít nhất là 700 ha. Nhưng mà anh gấp thì phần lớn là dùng xe trong đô thị là chính, nên cái này là vừa. Rồi đây là hai cái bọc da ha, hai cái bọc da của hàng Robot. Thì đối với cái trường hợp mà sử dụng bọc da này sẽ cho cái cảm giác cầm nắm nó sẽ rất là ok. Nhược điểm của nó là khi mà dính mưa thì nó sẽ rất là dễ tạo ra mùi ha. Đây là phần da mà da xù này sẽ lên mùi. Còn nếu bạn nào mà không ra mồ tay thì yên tâm, nó sẽ không có gì hết. Đi vào một tí nữa chúng ta sẽ có một bộ tay thắng của hàng Zoom. Thắng này là thắng da bốn bít tông nên cái cùi dầu nó sẽ khá là to co hơn rất nhiều so với những cùi dầu bình thường sử dụng hai bít tông ha. Đây là phần ga nè, và đây phần điều khiển của cái màn hình GD06 nè. Đây nhân vật chính của chúng ta, cái màn hình điều khiển GD06. Thì đối với cái màn hình điều khiển GD06 này á, chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số ha, về tốc độ nè, số trợ lực nè, mức watt đang tiêu thụ, và có audio, có chip luôn ha, đầy đủ mọi thứ có nhu cầu cho một cái con e-bike. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần phuộc. Đây là một cái phuộc upside down dành cho xe đạp ha. Upside down là sao? Upside down có nghĩa là cái phần hành trình nó sẽ nằm bên trên, cái phần đơ nó sẽ nằm bên trên, phần hành trình sẽ đi phía dưới. Đây bạn coi ha, rất là phê ha. Và con upside down này nó không phải là dạng mà sử dụng là xo, mà nó sử dụng dầu và khí, nên cảm giác mà nó phản hồi lại nó rất có một cái cảm giác rất là delay, nên cảm giác khi mà mình đi qua cái địa hình phức tạp á, nó không có lên xung lên tay mình luôn, giống như là trong quá trình mà cái phuộc nó phản hồi lại là xung nó bị triệt tiêu, cảm giác rất là phê. Và cái con phuộc này khá là mắc ha, giá nó đâu đó và khoảng là 6.8 triệu cho đến 7.5 triệu cho tùy lần mua. Nói vậy là không phải là nó khủng khiếp nha, bởi vì Robot và hàng Ford á, nó cũng làm cái phuộc vòng vòng giống như này, nhưng mà giá của nó thì bằng một con xe đắt á, SH Mod Việt Nam. Có nghĩa là sẽ rơi đâu đó 60-70 triệu cho một cái phuộc. Còn này thì mình nhẹ tiền hơn rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nói về phần khung con này ha. Khung con này là khung của con Jet E-Bike Enduro. Nhưng mà con này mình săn được trong một cái lần mà sale giải phóng hàng hóa của một cái kho hàng. Thì nó chỉ có cái khung thôi, nó không còn cái chi tiết nào hết, nó không còn động cơ, nó không còn vỏ pin hay nó không còn gì hết ha. Bên mình đã mua cái khung này về. Và để mà sử dụng lên con này á, mình đã phải đi ai qua lại cái phần mà bát của động cơ để gắn được cái máy CZGB 750W ha. Thì bây giờ con này nó đã nhìn rất là mướt. Nếu bạn không phải là dân chuyên môn mà nhìn vào bạn không biết được là cái khung này bên hãng Blue Energy bên mình đã đi ai qua lại ha. Rồi cục pin bên trong con xe này nó sẽ là cục pin 36V, ban đầu là vậy. Nhưng mà sau khi mà nâng cấp lên động máy CZGB á, thì cục pin nó không thể nào sử dụng hệ mà 36 được nữa, buộc phải lên hệ 48. Thì bên trong này đang là cục pin 48V 11.5Ah. Thì với cái option này và với cái khung này á, thì 11.5Ah này sang thì anh khách có thể đi đâu đó khoảng từ 40 đến 60 cây một lần sạc. Nói chung là cái nhu cầu đi lại hàng ngày nó thỏa mãn ha. Rồi đây là động cơ CZGB cho bạn nào mà chưa biết hoặc là lần đầu tiên coi kênh của mình á, thì đây là một động cơ sử dụng công nghệ là torque watt sensor. Thì đối với công nghệ là torque watt sensor sẽ cho một bạn một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là nịnh chân. Bạn đạp mạnh nó chạy mạnh, bạn đạp nhẹ nó chạy nhẹ, nó sẽ không có cảm giác như dòng xe cadence sensor trên những loại động cơ bình thường ha. Thì đối với loại này á, bạn sẽ có một cảm giác đi rất là thích thú và cảm giác là như mà mình đang đạp bằng sức mình vậy. Nhưng tất nhiên là cái tốc độ là biết là tốc độ siêu nhân liền, không thể nào mặt người bình thường đạp được gì đó ha. Đây là một cái phuộc của hãng KS. Thì phuộc này là phuộc E ha, và nó có hai nút rebound luôn, một cái rebound cho cái hành trình phuộc và cái nút rebound liên quan đến cái lượng khí bên trong ha. Thì đối với cái phuộc này á, sẽ cho một cảm giác mà triệt tiêu lực rất là tuyệt vời. Bạn coi mình đề ha. Rất là phê. Và nó là E. Bởi vì nó là E nên nó rất là mềm. Cảm giác nó rất là mút. Nó không có bị hiện tượng
giống như của loại lò xo thường ha. Thì để kèm theo cái lò xo cái kệm dạng chấn này nè, thì mình kết hợp với một cái gọc yên nhúng zoom. Thì với cái trường hợp này thì khi bạn đi qua ổ gà, ổ voi hay ổ gì khủng long cũng cảm thấy rất là êm ái, rất là an toàn ha. Rồi, quá trình review con xe này vậy đây ha. Bạn nào thấy cứ ưng con xe này, ưng cái mẫu này á, và bạn muốn là một con tương tự vậy á, thì bạn ấn số like ha. Mình sẽ tư vấn cho bạn cấu hình chi tiết. Thì tùy theo cấu hình đó, bạn sử dụng loại động cơ nào với loại khung nào á, thì giá nó sẽ khác nhau. Thì thường mà làm một con mà DIY chỗ này á, lên full luôn sẽ rơi vào từ 45 triệu cho đến 60 triệu ha, tùy option. Rồi, do con này là con hàng mới và giá trị nó cũng khá là cao nên mình sẽ không có tranh mong em này. Mình chỉ test rồi xong mình giao cho khách trong chiều nay thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip. Nhớ like, subscribe mình nha.